Chào các bạn, quay lại Hanji Dragon. Hôm nay thì vẫn còn một skin của cái con cá mập hổ này. Đó chính là hốt đủ. Bắt đầu thôi.
hoàn thành rồi. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tới đây. Nếu nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Bye bye.